ơi, con về rồi à? Dạ vâng, con chào bà. Ôi trời ơi. Dạ. Thế đi chuyến mấy giờ mà về sớm thế? Dạ con đi chuyến 5 giờ. Khổ thân con, vất vả quá. Thế con về được lâu không? Dạ con về khảo sát để hoàn tất báo cáo xong con đi luôn bà. À anh này, mấy chỗ con nhờ, bà đã nói với người ta, họ đồng ý cả. Thế lát nữa con qua, họ chờ sẵn rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ đi vào nhà, bà nấu cái gì cho mà ăn, đi. Dạ vâng, nhưng mà con vào thắp hương cho mẹ xong con đi luôn bà. Sắp đến ngày giỗ mẹ con, năm nay bà muốn làm sớm lên một chút. Sao bà không làm giỗ đúng ngày ạ? Bà muốn làm sinh nhật cho con. Bà ơi, sinh nhật của con thì có quan trọng gì đâu ạ. Con muốn ngày đó vẫn dành cho mẹ con như từ trước đến giờ ạ. Tùy con, nhưng ai cũng có sinh nhật. Mà con thì không. Bà, ngày nào bà còn khỏe, còn vui thì là ngày sinh nhật của con rồi ạ. Thôi, con phải đi đây, không muộn giờ mất. Thế chiều có về ăn cơm với bà không? Dạ. Con sẽ gọi điện báo bà để con về kịp bà nhé. Con chào bà ạ. Ừ, thì con đi. Dương, Dương ơi, con ơi, con định đi thật à? Con xin lỗi mẹ, mẹ để con đi. Đây là nhà con cơ mà, con ở lại đây với mẹ. Nhưng đứa trẻ trong bụng con, nó không có bố. Nếu mà con để cho nó ra đời thì mẹ sống sao với mọi người xung quanh? Con không thể để mẹ mang tiếng là mẹ của đứa trẻ hoang được. Mẹ cứ để con. Hoang thế nào mà hoang ở con? Đứa bé là con của con, nó là cháu của mẹ. Con cứ ở đây, con sinh nó ra, có gì mẹ sẽ lo hết cho con. Mình cứ sống nhân đức thì không phải lo cái gì đâu con ạ. Sếp ơi, em gửi sếp hợp đồng hợp tác với bên Vietstar, sếp xem giúp em với ạ. À. Mà sếp này, sao hôm nay phòng mình nghỉ nhiều thế ạ? Có những ai nghỉ? Chị Giang hôm nay nghỉ, mà Duyên là nhân viên mới, cũng lại nghỉ. Mà phòng thì còn bao nhiêu là việc, xong lại đến tay bọn em. Em bảo này. Dạ. Em cứ tập trung lo cho tốt việc của mình đã. Đừng sau đó tiện hạnh với những người khác. Dạ em biết rồi ạ. Về làm việc đi. Dạ. Đi cẩn thận nhé. Không hiểu sao mà bà con đổi ý phản ứng nhanh quá. Họ nói rằng xây nhà vệ sinh kiểu này là không an toàn. Dạ, từ hôm đi cùng chú Thắng về ủy ban huyện làm việc, em cũng không thấy có thông tin gì thêm. Chỉ thấy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ báo cáo. Hôm nay em về đây khảo sát để bổ sung thêm một số thông tin ạ. Thì trường cũng chỉ biết báo cáo lên xã, chủ trương thế nào thì thực hiện thế đó. Hiện giờ có hàng loạt các công trình bê tông hóa trường học tương tự sẽ được đầu tư xây dựng cho địa phương. Tài ơi, nhưng để làm tiếp, họ cần đánh giá cả về tính hiệu quả, công năng, kiến trúc xây dựng và sự hài hòa môi trường cảnh quan nữa chứ ạ?
Thú thật với em, chúng tôi không có kiến thức chuyên sâu về kiến trúc nên không thể có ý kiến gì được. Hôm trước tôi có dự một cuộc họp sơ kết ở trên huyện. Họ khẳng định mô hình trường học của chúng tôi hiện giờ là rất tốt, rất phù hợp. Duyên ạ, thầy biết là em rất tâm huyết, em muốn mang những điều tốt nhất cho bọn trẻ. Và thầy cũng tin rằng dự án của các em sẽ có giải pháp phù hợp để mang tính khả thi. Sẽ có nhiều người ủng hộ và đồng thuận em ạ. Dạ, em cảm ơn thầy. Này, thế còn cụ thể ở trường có cần thầy hỗ trợ gì không? Dạ không, hiện thì em cũng làm gần xong hết rồi ạ. Em cảm ơn thầy nhiều. Chị về nhá, hôm nào chị lại lên chơi. Em chào chị Duyên. Ừ. Em chào chị Duyên. Sao em không ra chơi với các bạn mà lại ngồi đây một mình thế? Chị có thể biết tại sao em buồn không? Em biết không, nếu em chia sẻ nỗi buồn của mình với một ai đó thì nỗi buồn sẽ vỡ tan ra như bong bóng vậy. Em làm mất búp bê mẹ tặng rồi. Thế để chị tặng em một món quà khác nhé. Bà Thật ơi! Ơ, à, cô Xuân đấy à? Dạ, cháu sang để giả tiền mua hàng ngày hôm qua. Ơ, à, cô mua gì nhỉ? Thế bà quên rồi à, cháu mua bánh kẹo. Ừ, của cô 75 nghìn. Dạ vâng ạ, đây cháu gửi bà. Ơ, à, bà xin. Dạ. Ô bà này, cái duyên nhà bà càng ngày nó càng xinh ra nhỉ? Ơ, à, thế cô gặp nó ở đâu? Sao nó không về nhà? Cháu vừa mới gặp nó ngoài kia. Cháu tưởng nó về nhà thì bà mới nghỉ bán hàng chứ. Thế hai bà cháu chưa gặp nhau à? À, có. Nó về rồi. Nhưng mà nó lại lên điểm trường. Mà sao tôi lại quên nhỉ? Sao bà lại cứ nhớ quên thế nhỉ? Hay bà đi khám xem sao? Tôi thấy vẫn bình thường mà. Theo cháu ấy, thì bà nên đi khám đi, để lo sức khỏe cho mình. Sau này, cái Duyên nó lấy chồng, nó sinh con, bà còn có sức khỏe mà bế chắc chứ. Ừ, thế cháu xin phép bà cháu về nhá. Vâng, chị về. Dạ. Bên sinh báo, đã xếp được lịch khám cho mẹ. Bố sẽ đưa mẹ đi ít hôm, trong lúc bố đi vắng. Con phải chủ động lên đấy nhé. Con nhớ rồi ạ. Mà bố, con nghĩ vấn đề của mẹ không phải ở bệnh tật đâu. Có khi là do tâm lý ấy. Thời gian này mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều, rồi đi chơi mua sắm nữa. Con có bạn đang học ở bên đó, để con gọi cho chị ý đưa bố mẹ đi chơi luôn nhé. Không cần đâu. Đợt này khám xong, bố sẽ đưa mẹ về luôn. Thực ra công ty cũng đã có một số việc. Có chuyện gì hả bố? Con mới về công ty, nên có những chuyện bố cũng chưa nói hết. Thực ra chúng ta đang gặp phải một số vấn đề về tài chính. Con nghĩ suy thoái kinh tế toàn cầu khó mà tránh khỏi bố ạ. Chính vì thế, bố mới mong con sớm làm quen với công việc, về điều hành công ty cùng bố. Chứ bố cũng có tuổi rồi, oải lắm. Bố! Bố nói thế, tự nhiên con áp lực ngang đây này. Ừ. Nếu mà áp lực ý, thì phải biến thành động lực, nỗ lực, nghe chưa? Thôi, đi vào ăn sáng đi con. Mời chú ạ. À, cảm ơn chị. Lâu lắm cả nhà mình mới có dịp